Trên cánh đồng làng yên bình, một câu chuyện tình bạn ngọt ngào giữa một bà lão và chú chó thông minh Hồng Bảo đã từng bước lan tỏa những cảm xúc ấm áp và sự gắn kết sâu sắc. Bà là một người phụ nữ già yếu, sống trong ngôi nhà gỗ cổ kính, treo leo dưới mái tranh xanh ngát của miền quê. Hồng Bảo là một con chó chăn cừu đáng yêu, một con người bạn trung thành và đồng hành vô giá của bà. Mỗi sớm mai thức dậy, ánh nắng đầu ngày chiếu rọi qua cửa sổ nhỏ, bà đã có Hồng Bảo ở bên cạnh, sẵn sàng bước vào một ngày mới với những hoạt động đầy ý nghĩa. Sự thông minh và tình cảm của Hồng Bảo thể hiện rõ qua mỗi hành động nhỏ. Chỉ cần một cái nhìn từ bà, chú đã hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của người bạn đồng hành thân thiết của mình. Khi bà lơ là một chi tiết nhỏ như cần một chiếc ghế để ngồi nghỉ, Hồng Bảo sẽ vội vàng mang đến chiếc ghế xinh xắn và sắp xếp cho bà ngồi một cách thoải mái nhất. Hồng Bảo cũng là một người bạn trung thủy trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ khi bà đơn độc mà ngay cả khi bà cần sự giúp đỡ nhỏ nhặt như mang vòng hoa đến mộ của ông nội hay điều chỉnh lượng nước trong nồi bánh chưng, Hồng Bảo luôn ở bên cạnh bà để cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ. Cảnh sắc quê hương trở nên đặc biệt hơn với sự hiện diện của Hồng Bảo. Chú không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là người giữ lửa tình yêu cho cuộc sống giản dị và hạnh phúc của bà. Khi bà vui, chú cười theo, khi bà buồn, chú bên bà như một người bạn thân tâm giao. Bà và Hồng Bảo cùng nhau trải qua những kỷ niệm ngọt ngào và những lúc khó khăn. Chú chó luôn tỏ ra bình tĩnh và quan tâm đến mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí, khi có bóng người lạ tiến lại gần ngôi nhà, Hồng Bảo lại trở thành người vệ sĩ đáng tin cậy, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bà và nhà cửa của mình. Cuộc sống giản đơn của bà dường như trở nên phong phú hơn với sự hiện diện của Hồng Bảo. Chú chó không chỉ là một thú cưng mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà, như một người bạn thân thiết luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng bà. Hồng Bảo đã chứng minh rằng tình cảm thật sự không phân biệt giống loài. Đó không chỉ là chú chó của bà mà còn là một người bạn, một người giúp việc và một người thấu hiểu tâm tình bà hơn cả mọi người. Đó là một mối quan hệ đặc biệt, không chỉ đơn giản là chủ và thú cưng, mà là sự gắn kết tinh tế và sâu sắc giữa hai linh hồn. Bà thường xuyên chia sẻ về Hồng Bảo trên mạng xã hội và mỗi câu chuyện về chú chó đều nhận được sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng. Những bức ảnh chụp cùng Hồng Bảo khi bà đang ngồi ngắm hoàng hôn hay những câu chuyện về những hành động nhỏ nhen của chú luôn làm xao xuyến trái tim của những ai theo dõi. Ngoài vai trò của một người bạn thân thiết, Hồng Bảo còn được bà coi như một phần của gia đình. Trong mỗi buổi sáng, khi bà cùng chú đi dạo quanh ngôi làng, nụ cười sáng tỏa trên gương mặt bà thật sự là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa con người và thú cưng. Bà luôn tự hào khi nói về Hồng Bảo, về tình yêu và sự gắn kết giữa họ. Chú chó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà, mang lại niềm vui và sự bình yên. Đối với bà, Hồng Bảo không chỉ đơn giản là một con chó, mà là người bạn đồng hành vô giá, người bảo vệ và người thấu hiểu. Hồng Bảo đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho bà viết nên những câu chuyện ngọt ngào và ý nghĩa trên mạng xã hội. Bà luôn chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ của mình với Hồng Bảo và mỗi câu chuyện đều là một lời nhắn nhủ về tình yêu và sự quan tâm đến những người bạn bốn chân. Những người theo dõi bà trên mạng xã hội luôn đón nhận những câu chuyện này với sự ấm áp và cảm động. Họ không chỉ yêu thích Hồng Bảo vì sự thông minh và chân thành của chú, mà còn vì những giá trị về tình bạn và sự chăm sóc chân thành mà chú mang đến cho bà. Trong mỗi bài viết, bà luôn nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc chia sẻ và yêu thương. Bà muốn lan tỏa những giá trị tích cực và những câu chuyện đẹp đến với mọi người để họ cảm nhận được sự ý nghĩa và tình cảm mà Hồng Bảo đã dành cho bà suốt những năm tháng dài. Hồng Bảo là một minh chứng rõ ràng cho tình cảm thật sự không biên giới giữa con người và thú cưng.